Đây là cài đặt cái máy đường. Đấy. Đầu tiên kiểm tra trước xem là nó có đủ hay không này. Ấn nút đây. Nút 20, nó hiển thị lên 20 nhưng mà thực tế ở đây nó chỉ có 17 thôi. Đấy, là có nghĩa là đường đang thiếu. Thế bây giờ muốn cài đặt để cho nó đủ thì ta ấn lên đây. Khi nó hiện lên FN này thì ấn tiếp lên FP. FP thì ta ấn cài đặt, ấn cái nút cài đặt này. Mặc định của nhà sản xuất thường nó là 400 hoặc hơn 400 một chút. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang thiếu thì ta sẽ chỉnh nó lên. Đấy. Chỉnh lên tầm cỡ khoảng 507, 508 này nào. 600 này. 600 ấn lưu lại. Đấy. Và thử lại. Đây, thử lại. Nút 20 mm này. Đây. Đủ chưa? Thiếu một chút. Đúng không? Vâng. Đấy, thiếu một chút. Tăng tiếp lên đi. Đấy, lại ấn lên FP. Đấy, ấn FP xong bắt đầu ấn nút cài đặt. Tăng lên khoảng 620 đi. Đấy, 620. Đấy. Ấn new lại. Đấy. Thử tiếp. Đấy. Bây giờ lượng đường đã đủ. Đúng chưa? Đúng rồi. Đấy, rồi. Bây giờ là đủ. Đây là cái cách cài đặt đường thừa và đường thiếu này như thế. Đấy. Thế còn nó có các cái nút FN này là nút cài đặt, ví dụ như ở đây là nút 20 mm. Đấy, ta muốn coi như cài đặt nó thành 15 mm chẳng hạn hoặc là 25 mm thì ta ấn 24 25. Ấn new nữa lại thì cái nút này nó sẽ là 25 mm. Đấy. Đấy, nó sẽ hiển thị lên là 25 mm. Thế còn muốn cài đặt nhiệt độ. Đây. Muốn nhiệt độ thì là FN này. Ấn FN xong rồi ấn lên là FP là cài đặt để điều chỉnh cho nó đủ đường hay thiếu đường này. Đấy, FC này mặc định của nó là 07. C07. Đấy, đây là nhiệt độ của vòi. Đấy, ta không cần cài đặt, ta để nguyên như vậy thôi. Đấy. Nhiệt độ của đây là H, là nhiệt độ của đun hâm cái nồi này. Đấy. Hâm thì nó là 25 độ C, mặc định là 25 độ C ta để nguyên. Còn ta muốn chỉnh lên chỉnh xuống là tùy. Đấy, thế thôi. Được rồi, cháu cắt đi rồi.